Hôm nay mình về quê mình chữa mụn cóc, nhưng mà do cái kế hoạch bất thành bị lộ, thành ra kế hoạch bị phá sản rồi. Mình sẽ chờ dịp khác mình làm lại. Nhưng mà hôm nay mình vẫn muốn phổ biến cái mẹo chữa mụn cóc để cho ai quan tâm bị mụn cóc thì cứ thử đi. Tại vì cái phương pháp này nó không có tốn tiền, nó không có hại sức khỏe, nó không ảnh hưởng gì cả, thì tại sao không thử? Thử đi, mất mát gì đâu. Chui chui hết thì ngon, còn không hết thì thôi. Thực ra cái phương pháp này mẹ mình làm hoài, hồi xưa mẹ mình hay làm lắm. Thì bữa hỏi kỹ lại mẹ thì mẹ truyền đạt lại, và mình mới làm có lần đầu là hôm nay thôi, nhưng mà mình thấy nó không có đáp ứng được đúng yêu cầu, cho nên khả năng hết rất là khó. Thì thôi giờ cứ phổ biến cái phương pháp ở đây, ai có điều kiện tốt thì mình làm. Thì cái điều kiện đó là gì? Thứ nhất là mẹo thì phải kín đáo, không cho ai thấy, không cho ai thấy cái việc từ quá cả cái quá trình mình làm cái mẹo này. Đó là cái điều kiện đầu tiên. Cái thứ hai là mình sẽ cắt 10 đầu ngón móng tay, xí 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 móng chứ phải ngón, cắt ngón chết ạ. À. Cắt 10 đầu móng tay và 10 đầu móng chân. Thì trước khi có ý định làm thì nuôi móng cho nó dài ra chút, cắt cho nó có. Để chừng nửa tháng không cắt móng tay là móng tay nó dài như quỷ rồi, tha hồ cắt. Thì mình sẽ cắt 10 đầu móng tay và 10 đầu móng chân, rồi bỏ vô cái tờ giấy này ha. Gói lại, gói 10 đầu móng tay và 10 đầu móng chân đã cắt rồi, gói lại, gói nhỏ nhỏ thì càng tốt, tại vì cái mình nhét vô cái bẹ chuối á, nó nhỏ thì mình nhét nó nhỏ nó càng kín. Sau đó đây là trong đây là 10 đầu móng tay và 10 đầu móng chân nè. Thì sau khi bạn có cái móng này rồi á, bạn sẽ ra ngoài cây chuối, bạn đứng bạn khấn. Thì ví dụ như đây là cái mụn cóc đi, cái này là cái mụn ruồi, mà tôi ví dụ nó là mụn cóc đi ha. Thì bạn sẽ quẹt, bạn đứng bạn quẹt nè. Cái gánh của mày tao trả cho mày, dậm dậm nó vô cái bẹ chuối mà bạn sẽ nhét á, bằng bằng nghĩa cái cây chuối nào á mà nó bự bự chút, cái da cái bẹ nó khỏe khỏe và còn tươi xanh ở tầm giữa, thì bạn nhắm ngay chỗ đó rồi bắt đầu cái gánh của mày tao trả cho mày, cái bụng bụng cóc của mày tao trả cho mày. Thì mình không biết cái từ gánh, thường thường mọc gánh, người 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 Bắc người ta nói mọc gánh, thì cái từ này là mọc rắn. Thực ra nó rắn cũng vậy, mà nó dánh cũng vậy, mà nó nhánh cũng vậy. Cái chuối thì nó cũng có nhánh ra đúng không, rồi cái thịt nó lòi ra, người ta gọi là mọc rắn hoặc là mọc dánh. À, thì mình cứ nói hết ba ba bốn cái từ đó được ha. Cái rắn của mày tao trả cho mày, cái dánh của mày tao trả cho mày, cái nhánh của mày tao trả cho mày, bụng cóc của mày tao trả cho mày. Đó, khấn vái vài lần vậy đó, xong rồi dịnh 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 chỉnh chỉnh nó vô đây, xong rồi chậm chậm nó vô 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 cái bẹ chuối. Sau đó nhét cái cục này, cái cục móng tay này nhét vô cái bẹ chuối. Thì cái bẹ chuối nó sẽ, cây chuối nó sẽ có nhiều bẹ, mình nhét cái bẹ ở giữa thôi, đừng có nhét cái bẹ non quá để cái chuối nó còn phát triển, đừng có nhét cái bẹ già quá vài bữa nó sẽ bị mục. Thì mình nhét ở cái bẹ mà có thể khỏe, mà nó nằm ngay chùm giữa đó, thì nó nằm im đó được một thời gian, thì sau đó bạn quên đi, quên luôn, đừng có nghĩ, đừng có ngày nào cũng lôi ra soi coi còn không, đừng có ngỏ, đừng có để ý nữa, quên luôn. Bỗng một thời gian, cũng có thể là lâu mau thì vài tháng vài tuần không biết, nhưng mà ý là đừng có để ý tới nó, coi như là làm xong cái chuyện đó là quên luôn, không để ý gì. Tự nhiên bỗng một ngày đẹp trời, một thả vài tháng vài năm bạn nhìn vô bạn thấy cái cục của nó biến mất rồi. Thì chữa cái này nó phải có thời gian như vậy đó, chứ không phải là bạn trông mong trong vài ba ba bốn ngày cũng có đâu. Tức là làm xong thì quên nó đi, đừng để ý nữa, quên nó đi, quên thật lâu, bỗng một ngày đẹp trời tự nhiên thấy cái tay mình nó biến mất cái cục đó. Đó. Ví dụ như mình có nhiều cục thì mình quẹt nhiều chỗ, chậm đây miếng, chậm đây miếng, chậm đây miếng, chứ là có cái cục nào cùng một góc nó nằm ở cục nào thì chậm luôn, mình có một nhiều cục một lúc đúng không, mình làm một lần cũng có nhiêu đó. Ừ. Cứ làm đi, nó đâu có ảnh hưởng gì đâu, hòa bình thế giới đâu. Móng tay móng chân lúc nào mà chả cắt đúng không, cắt xong nhét vậy đi, nhưng mà nhớ từ khi cắt móng cho tới khi ra khấn vái nhét vô cây chuối, đừng để ai phát hiện mình làm cái việc đó. Nếu bị phát hiện là coi như kế hoạch nó sẽ không có kết quả. Thì đó là cái cách là chữa mụn cóc bằng mẹo.
Còn một cái cách nữa, có một cái anh bạn bữa hổm mà chỉ cho mình cái cách chữa một lẹo mắt đó bằng lưng á, thì anh có một cái phương pháp khác. Nếu bạn nào muốn nhanh và thời gian thấy được liền luôn, nhanh trong vòng tuần thôi là nó hết rồi, thì cái đó chữa thì mình thấy sợ, nhiều người cũng hơi sợ tại vì nó liên quan đến máu me rồi sợ bị nhiễm trùng, thì cái đó là mọi người sợ như vậy thôi, nó cũng có cái cảm giác làm cho mình sợ, nhưng mà thực ra thì ảnh đã truyền đạt cho rất là nhiều người, họ chữa và hết thì nó không có bị nhiễm trùng và cũng không có ảnh hưởng gì cả. Nó cũng tốn một chút tiền đó là mua lương, ảnh chỉ là chữa bằng tiết lương. Thì cái mụn cóc ở đây thì trước tiên là mình lấy cái tay mình cạo cho nó chầy ra, nếu mà cái mụn của ai to mình có thể mình giật cho nó bay cái mày nó ra luôn, chảy máu ra cũng được đó, tức là làm cho nó bị nó hở ra để mình tiếp tiếp cái tiết lương vô nó mới có tác dụng. Còn nếu mà để không vậy mình đắp vô thì nó không có tác dụng gì cả. Cạo, mình cạo ra chịu chịu đau, tức là cái lần đầu mình phải chịu đau. Mình cạo cho nó chảy ra, nó rướm máu ra. Sau đó mình mua con lươn về mình cắt lấy cái tiết. Thì khi cắt xong mình để một chút cho cái tiết nó hơi đặc đặc lại, nó kéo sợi á, thì mình lấy cái tăm bông mình nhích cái tiết nó lên thì nó thành một cục á, chứ không phải là dạng nước, tức là nó có một cái dạng dạng cục hơi sệt sệt, hơi bắt đầu đông rồi đó. Mình nhích cái đó lên mình đắp dưới đây một cục, thì cái cục nó cũng to để nó phủ được cái cục mụn cóc. Rồi sau đó lấy cái băng keo cá nhân ấy, mình dán vô đó, mình dán vô xong để một ngày, hôm nay mình dán từ qua tới ngày hôm sau đó, mình tháo ra rồi mình vệ sinh nó bằng nước muối pha loãng, sau đó mình lại làm tiếp, mình cạo tiếp, đắp 5 ngày liên tục là nó hết. Đó là cái cách của cái anh đó, và anh cũng có làm clip rồi, ai muốn thì qua từng đợt qua bên đó coi, hỏi kỹ thêm, hỏi kỹ hơn anh sẽ giải thích. Và mình thấy rất nhiều người làm theo phương pháp của anh cũng hết mụn cóc, biến mất sau một tuần. Còn cái cách của mình đó là mẹo thì phải có thời gian, đừng có trông ngóng gì cả, có thể vài tháng nửa năm hay là một lúc nào đó không để ý bắn quay lại thì nó hết. Đó là cái cách mẹo của mình, thì nó lâu, nó không tốn tiền, không hại sức khỏe, nó không có ảnh hưởng gì cả. Còn cái kia thì nhiều bạn nhiều khi cũng có thể là sợ mình cạo ra đó xong rồi bị thương, rồi mình đắp cái máu tiết lương vô thì sợ sợ nó nhiễm trùng, đó là người ta cũng có thể nghĩ như vậy. Nhưng mà nếu mà ai mà bị mụn cóc nhiều quá cứ liều một lần đi, người ta làm hết mà đâu sao đâu, tiết lương nó cũng lành lành tính chứ nó không có ác. Thành ra nếu mà ai không ngại cái cách của cái anh đó, muốn mau có kết quả thì một tuần á qua bên đó làm theo phương pháp của anh đó. Còn cái cách của mình nó là như vậy đó, và mình đây là lần đầu tiên mình làm thôi, xưa giờ mình không có mụn cóc. Mình có một cái mụn cóc ngay dưới mắt cá chân á, mình muốn nuôi nó để mà mỗi lần mình coi tivi á, mình bắt chéo chân lên mình nằm, cái mình đưa cái tay vô mình rờ rờ cái cục mụn cóc, cái mình cạo 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 mình gãi gãi, rồi mình cứ lột nó ra hoài à, lột nó ra vài bữa nó lại mọc, lột nó ra vài bữa lại mọc. Thì đó là mình, tại vì mình nghĩ nó ở dưới chân cũng có ai mà dưới chân mà lại ở bên trong má chân, cho nên nó cũng không có ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ, nên mình cũng không muốn chữa. Thì sẵn cái giờ này mình làm cái mẹo chữa mụn cóc, mình muốn thử nghiệm luôn cho bản thân mình, nhưng mà xui quá bị đi làm bị lộ, bị phát hiện, bị bố nhìn thấy mình ngồi mình làm, cho nên thôi cái đợt này của mình làm mình nghĩ chắc nó không thành công đâu, nhưng mà mình cũng sẽ kệ, mình để đó khoảng vài tháng sau mình sẽ làm lại coi sao. Nếu có kết quả mình lại sẽ cập nhật ở dưới cái comment này. Thì mong mọi người áp dụng và sẽ không còn bị mụn cóc đeo bám nữa, ok?